Như các bạn đã thấy là mình đang tính làm cái Tronabi. Nhưng mà bất thành rồi. Bây giờ tôi bị nhốt ở ngoài rồi. Chả sao, nhà này nhiều người mà. Đó là phòng của tôi đúng không? Nhưng mà giờ nó nhốt tôi ở ngoài rồi, tôi không thể làm gì được. Vậy là ngày mai tôi vô tôi nhốt nó lại thôi. Còn bây giờ thì đây là phòng ai không? Phòng của Osusu. Tôi có thể nhờ chị em bạn dĩ mình mà. Osusu hơi bị thân với tôi luôn á. Thân á? Thân. Nhưng mà có một điều là Osusu hơi bị nổi tiếng về cái việc mà không muốn cho ai vào phòng riêng của mình. Cái thứ tôi thì nghĩ là mỗi người cũng có một cái điểm riêng đúng không? Như điểm riêng của Osusu là không muốn cho ai vào phòng của mình. Hôm nay tôi sẽ làm clip thử thách 24 giờ. Thách vô phòng Osusu nè. Anh thách em đúng không? Em làm cho anh coi nè. Thử thách 24 giờ. 24 giờ vào ngủ được phòng Osusu. Em thử bắt em coi chị vô được không? Để tao coi. Để rồi coi. Để rồi coi. Mấy người đã vậy không? Tại vì Osu khó tính, trong nhà này nổi tiếng luôn là không cho vô phòng đúng không? Nên bởi vậy thử sách này nó mới ghê đúng không? 24 giờ xin được ngủ lan phòng bạn cùng giới. Trời, nghe tiếp là thích rồi. Thôi bây giờ mình bắt đầu chuyên mục cầu xin. Chắc ngủ được. Black midnight. Osusu xinh đẹp. Trời ơi, con người gì đâu mà lạnh lùng quá vậy, không thèm trả lời luôn. Osusu. Osusu gì vậy? À, Osusu đây rồi. Em đã nghe nè, cho mượn phòng. Ờ, cho vô mượn chung. Cho vô ở. Anh dậy xong có phòng thức nằm đi. Nam bị đuổi ra rồi. Không được đâu. Sao vậy? Không được đâu. Ngủ chung với mình là cùng. Thôi quen. Không được. Ngủ nu đe hả? Tao cũng thích ngủ nu đe, cho ngủ chung nha. Không, nhưng mà nu thì nu một mình thôi, nu hai mình kỳ lắm. À, không sao đâu, che mắt. Thôi khỏi đi, che mắt. Cho vô thôi. Che mắt nó cảm nhận từ cái khác. Ê, con mẹ đi đi. Ê, con vô phòng ta. Đó, con mẹ cũng vô được, mà ngồi nóng vô được. Ê, cho vào với. Cho vào rồi hả? Nằm đó thì nó đi không được hả? Thiệt luôn á. Quen ngủ luôn đe rồi, ngủ với người khác không được. Ngủ một mình hoài à. Tôi đâu có sao đâu, coi tôi là người vô hình luôn. Coi tôi là người vô hình luôn. Không được, trời ơi má ơi, chạm da đụng thấy trời ơi má nóng vậy. Ấm áp. Không, người ấm áp. Không, phòng bắp lúc nào như mùa đông hết. Thì mình vô mình đó, mình hạ cái mùa cái nhiệt xuống nè. Không cần ngạ lắm quá. Đây. Đây. Sao vậy? Cho vô rồi. Đi thôi rồi. Cho em vô với. Để tao coi mày vô được không. Sao anh kỳ vậy? Hả? Để làm gì? Thì vô. Có mưu gì? Không. Không có. Cho vô với. À, đợi xíu. Mình ăn bánh cùng nhau đi. Wow. Wow. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc lắm á. Mày ăn chi muốn ngói luôn rồi á. Ừ. Mấy vô. Thôi luôn, không ăn buổi tối đâu, giảm cân đi. Ủa mấy bữa nghe nói giảm cân à? Tôi kệ, tôi không cần nó luôn rồi. Nó làm vậy tôi cần bắp thôi. Nhưng mà thì cũng quen. Hả? Tôi ngủ dưới sàn cũng được. Kỳ vậy? Cho toilet ngủ cũng được, tôi có làm 24 giờ cho toilet rồi. Cho tôi vô toilet cũng được. Bắp mà kỳ lắm. À, tôi biết là bắp thích ăn không? Đợi xíu. Cái gì vậy? Ba cái này được, mẹ cái này được. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Ngủ ngon. Good bye. Good night. Thôi, cho vô đi. Good night. Đi ngủ với con đang ngon kìa. Thôi, tối bây giờ sáng nó quậy á, cho tôi vô đi. Cho tôi ngủ chung đi. À, vô
vô. Thôi giờ vậy, thấy có lòng quá thì thôi muốn vô đúng không? Anh thấy vô lớp trang vô rồi nè. Có muốn vô nên chưa có chơi. Muốn lớp trang vô rồi nè. Vô không? Vô. Nhưng mà vô có bạn mà kiểu lâu lâu bạn hay kiểu tắt điện bỏ điện á thì vô vô đi. Bạn nào? Ủa có ai nữa hả? Nãy giờ ngủ mình mà. Ủa ở trong nhà này ai cũng biết bạn bị bật. Em kêu đó. Sao? Em cũng công tâm nó không biết bạn trong phòng em hả? Ồ bạn nó vui lắm em. Bây giờ ai dám vô phòng ở đâu? Em biết nè. Biết gì? Trong phòng chị Bắp có bạn. Hôm bữa bị tắt điện xong nè. Tức là ba hồi nó tắt, ba hồi nó mở. Chắc là do chập điện á. Không chập điện đâu. Anh mới thay hết đèn cho nó luôn á. Ừ, nhưng mà lâu lúc đầu anh cũng tưởng chập điện luôn á. Rồi máy tính lâu lâu nó tự mở nữa. Vô mở cửa. Mà thề nha, lúc nào em đi ngủ em cũng khóa trái cửa. Nội thì ra được, nhưng mà ngoại bất nhập, anh hiểu không? Mà không hiểu sao mình đang ngủ xong cái tự nhiên cái máy tính mình nó sáng choang rồi xong cái có nhạc. Ôi mọi nhạc pin vừa khó rồi các thứ cũng đã được. Đồ mê này có gu nhạc lạ. Có bạn. Anh hiểu em, bạn mà bạn thân. Gu nhạc lạ, bạn thân nghe thế là quen. Đi vô ngủ. Hồi nói chứ đi vô ngủ đi. Ê. Sao vậy? Sao vậy? Đi. Cho mẹ. Ai. Thôi, tối đi ngủ ngoài nè. Thế hồi nãy ngồi quỳ đây ngắm cửa cho những mát. Vô đi ngồi những mát hả? Ngủ đây. Không, sao đâu cứ vô đi xong rồi đuổi nó vô toilet. Hả? Chứ nó đâu có kiểu hiện hữu đâu mà lo. Hay hả? Ừ, nó không có. Ừ, nó đâu có nói ra chiều cái. Ý là nó không có hiện hữu đâu, hiểu không? Tức là mình cho dù Tâm có nằm bên cạnh nó thì Tâm cũng không biết được đâu. Nó bình thường hay vậy mà. Nghe là ghê quá. Mèo đi ra mày. Mèo đi ra. Con mèo mà nó vô là nó nghe mèo biết luôn á. Ghê vậy? Ừ. Kêu coi, chưa bao giờ nghe mèo kêu hết. Ủa mà sao ghê vậy? Má thì má mà có quy trình gì? Bạn đi ra mình vô với được không? Dễ thương. Bây giờ không biết rồi đâu. Cho tối mới biết được. Chứ còn mình bình thường là thích phòng bắp lắm. Bạn thích lạnh mà. Sao ta? Vô ngủ. Rồi đi. Rồi không vô đâu. Thôi tôi suy nghĩ lại rồi. Thiệt luôn á, lâu nay là không cho ai ngủ cùng luôn á. Nhưng mà bây giờ thôi mèo năng nỉ quá sẽ vô. Đi. Không, cái này không cần đâu. Đi không cũng được. Đi. Thôi. Đi. Sợ lắm. Quá. Sợ lắm. Không sợ được không? Một mình còn không sợ. Một mình tôi không sợ mà. Nó chỉ sợ á. Sợ. 1 giờ sáng rồi đến 3 giờ sáng là không để ý được đâu nha. Ai cái máy tính nó mở kìa. Ai ghê quá à. Mở ra. Trời ơi, đi ra bây giờ. Không có đồng nha. Ừ. Rồi ok, cảm ơn bác sĩ nha. Good night. Trả đây. Trả đây. Trả đây. Chết mẹ rồi. Nãy lỡ thách con Nabi rồi. Giờ thưa các bạn thấy đó, 3 tiếng rồi tôi vẫn không thể thuyết phục được mà còn bị phản đem nữa. Tôi nghĩ là tôi chọn nhầm phòng rồi, mấy bạn hiểu không? Nên là tôi thấy là căn phòng của bản thân vẫn là nhất. Tôi chọn Nabi. Nabi ơi, quên lái nha. Nabi ơi, quên lái nha. Chị về với em nè Nabi. Nabi ơi thôi mà hai vợ chồng ra đây mình chui giữa hả? Thôi không được, không có làm gì nữa được. Còn phòng khách Vĩnh ngủ mẹ rồi, thân mình gái mà còn Trinh nữa, không được. Giờ biết ngủ đâu giờ? Nhà này không ai chứa chấp tôi cả. Giờ cũng khuya quá rồi, sao đi bụi? Mẹ, chỉ có mẹ thương vậy thôi. Chỉ có mẹ thương. Ôm cái coi. Ừ. Trời ơi, tối nay phải ngủ ở ngoài mà. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau nha.
À quên, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nhớ like, subscribe cho Mel TV nhé. Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Còn cái clip này fail quá, mình đang suy nghĩ không biết có nên đăng không để giữ lại hình tượng côn ngầu, hình tượng của mình vốn đã xây trước đó. Các bạn nghĩ xem mình có nên đăng clip này không? More moments later.